Trung Quốc cảnh báo công dân đến Mỹ. Trung Quốc khuyến cáo người dân đề phòng những tình huống khó lường sau khi một số công nhân, sinh viên của nước này bị thẩm vấn và trục xuất khỏi sân bay Mỹ. Chính quyền Trung Quốc mới đây đã ban hành khuyến cáo du lịch đối với công dân nước này khi nhập cảnh vào Mỹ, yêu cầu họ thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn và chuẩn bị cho nhiều tình huống bất ngờ khác nhau, ví dụ như bị khám xét. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29 tháng 3 cho biết một số sinh viên và người lao động nước này gần đây đã bị các quan chức thực thi pháp luật tại sân bay Mỹ thẩm vấn và quấy rối không chính đáng. Theo đó, điện thoại, máy tính và các hành lý khác của họ đã bị lục soát quá mức, một số người sau đó còn bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Bộ ngoại giao cùng với đại sứ quán và lãnh sự quán Trung Quốc tại Mỹ đã gửi công hàm chính thức tới Washington, đồng thời, chúng tôi cảnh báo những công dân có dự định đến Mỹ hãy lưu ý về những tình huống này, Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh khuyên người dân nên liên hệ trực tiếp với các cơ quan ngoại giao Trung Quốc tại Mỹ trong trường hợp cần sự giúp đỡ. Theo thống kê của truyền thông Trung Quốc, kể từ tháng 11 năm 2023, ít nhất 8 sinh viên nước này có giấy tờ hợp lệ đã bị khám xét, thẩm vấn hoặc trục xuất từ sân bay quốc tế Washington Dulles. Hồi tháng 1, China Science Daily, một báo liên kết với Viện Khoa học Trung Quốc, đưa tin một nghiên cứu sinh ngành khoa học sinh học đã bị trục xuất tại sân bay Dulles khi đang quay lại Mỹ để tiếp tục việc học. Trước đó, Sinh viên này bị khám xét và giam giữ trong phòng thẩm vấn suốt 8 tiếng, sau đó là 12 tiếng bị biệt giam. Khi về nước, cô được biết 10 sinh viên Trung Quốc khác cũng có trải nghiệm tương tự. Các sinh viên chủ yếu bị thẩm vấn về học bổng đại học của Hội đồng Học bổng Trung Quốc với nghi ngờ về việc họ tham gia vào các hoạt động nghiên cứu bí mật. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 8 tháng 3 cho biết Mỹ đã khiến quá trình trao đổi nguồn nhân lực giữa hai nước bị gián đoạn đồng thời vi phạm sự đồng thuận về tăng cường trao đổi sinh viên hai nước và hợp tác cấp cao mà hai bên đã đạt được trước đó